thì cái đứa con nít đó không phải là chỉ nó học ở cha mẹ, nó còn học ở cái môi trường, càng như cái bị dẫn nó tới cái trường học mà người thầy người cô mà hay dẫn nó là phiền lắm. Con nít đó, nó học nó phải bước trước người lớn cái gì đó. Nó bước trước người lớn, bước trước nhau, phải cẩn thận, đi tới đâu cẩn thận. Còn người lớn mình cũng vậy, người lớn đó, nó bước trước những người họ nể họ rộng, bước trước như con nít. Để người lớn thì nó hơi phiền phức, đã có nhiều cái vấn đề khác, có những cái phức tạp khác, chẳng hạn như có cái nghiệp trước, quả trước nó phiền, nó khó. Còn đứa biết như vậy thấy, đứa biết nó còn cắn, tờ giấy nó còn cắn, thằng thấy nó rõ, thấy nó lẹ. Người lớn khác biết là rồi, đứa biết nó khi làm, nó bước trước nó làm, nó hiểu tại sao. Còn người lớn, còn giờ mình học trật, mình có cái lý trí mà suy nghĩ, mình biết, mình sửa được. Còn đứa biết, nó biết, nó chỉ bước trước, nó qua nó tự nhiên thôi. Thành ra quý vị, cái ảnh hưởng quý vị đối với con cái, với con cháu mình nó lớn hơn quý vị tưởng. Quý vị đừng tưởng tượng. Ok. Con cháu mình, cái gì hay xấu mình nó cũng học từ mình ra. Năm trước mình không biết mà nó có hành động nó hung hăng như vậy, mình đâu có làm gì được đâu. Mình đợi khi nào nó buồn như nít nó hết thôi, còn mình đâu có giảng, nó đâu có nghe đâu, đâu có hiểu. Thành ra chị, thành ra cái dạy con biết thì cẩn thận. Đánh nó cũng vậy, đánh nó cũng hiểu thế. Đừng có hỏi tôi là bỗng nhiên cái thói mà nó đi phá là từ đâu ra này, tôi cũng trả lời cho nó được. Rồi, cái thói mà nó đi phá là không biết học từ ai nữa. Bà nói đâu đó phá, nó xây không, tôi Phật điện cái đó là phá gọi là xây. Ok, mình nói về cái địa ngục. Chắc chắn biết cái thằng trước sau nó, thằng nhóc trước sau nó phải trả cái quả, nó đi phá Phật điện là chắc chắn nó là địa ngục. Có thể ái người thường cuối cùng. Có một cái loại địa ngục ở dưới á, gọi địa ngục gọi là người lửa. Thằng cái con người này là cái thân nó toàn là lửa, nó cháy rồi lửa, nó chạy tung tăng như là như như bị điên vậy. Xong nó rượt mấy cái tù nhân, rồi nó xài xẻ hành hạ có người bị phiền não. Ok, 624 có một loại địa ngục ấy, ở dưới là gọi là loại địa ngục bò lửa. Thì cái địa ngục này ấy, là con bò nó to, thân nó to nhưng nó toàn là lửa không. Nó dùng mấy cái sừng nó hút tội nhân. Cái loại bò lửa với người lửa này, hai cái địa ngục này là tại vì lúc trước ấy, họ làm những chuyện tình dục với ngựa với bò. Thành lúc trước là làm chuyện đó, thành mỗi lần gặp bò với ngựa thích lắm, tới gần thấy nó con bò con ngựa tới rồi để tính 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 chuyện là thỏa mãn tình dục. Thì nó lắc đầu, thích chuyện nó xảy ra nhiều lắm. Tôi nghe có nhiều người kể chuyện họ làm cái chuyện này, tôi cũng lắc đầu. 625 có cái địa ngục tên là núi lửa. Cái loại núi lửa này có những hai có những dãy núi bằng lửa nó lớn như sợ, hoặc là nếu nó điện bình nhân mà lỡ bị chạy lên núi lửa thì bị đốt cháy, hoặc là cái núi lửa xê dịch nó cọ sát với nhau nó kẹt chết do mấy cái tội nhân. Có loại địa ngục tên là đá lửa, do mấy cái tội nhân bị cái đá lửa này đè đè chết. Thì khi tổ nhân là được đặt trên cái tảng đá này bằng lửa, xong rồi có từng đá từ trên cao nó đầy lửa, nó hạ xuống, nó vừa đè chết, nó vừa đốt đốt chết cháy khét lẹt cái cơ thể người bệnh nhân, người tổ nhân. 626 dùng lửa thì giống như cái địa ngục lúc trước đó, là cái địa ngục bằng giường sắt. Thì những cái người mà chuyên môn đi thỏa mãn cái tình dục đó thì được gửi tới cái địa ngục
cái loại cái địa ngục đá lửa này, chắc quý vị quên nói cái gì, địa ngục đá lửa này nó đặc biệt ở chỗ là hai cái tảng đá nó đè xuống, nó cọ sát mình, gì nó cọ, nó càng cọ sát nên cái độ cái cơ thể của mình nó còn, nó thành giống như là cái lúc mà mình dùng cái chày mình giả thịt này. Mấy người mà dùng mấy cái cối chày để mà giả thịt, giả mấy cái đồ chúng sanh đó để mà làm đồ ăn đó. Okay. Có cái loại địa ngục tên là cầu lửa, cái cầu lửa này thì chúng tội nhân bị treo trên cầu lửa hoặc là bị cây bằng lửa gỗ bằng lửa này nó đè nặng cho chết. Dưới địa ngục dưới kia có một cái loại địa ngục tên là chim ưng lửa, giống như cái địa ngục ưng sắt mà trước mình giảng nghĩa mình tả. Cái núi này nó được toàn lửa rất cao phải 5.000 do tuần. Thì trong địa ngục này có nhiều cái loại nhiều cây bằng sắt được đầu toàn đầy hết cái loại chim ưng, mà chim ưng này nó có lửa, chim ưng sắt trên thân có lửa. Cái loại ưng lửa này nó thích ăn mắt của tù nhân. Thành mấy chim ưng này nó ăn xong rồi thì nó bay đi. Ok. Well, xin lỗi quý vị, trục trặc kỹ thuật. Tôi vì muốn có cái ý kiến mà tôi muốn nói gì không? Cái địa ngục á là cả người mình sẽ cái quả mình sẽ lãnh trong tương lai khi mình đổi cái thân này. Cái địa ngục á là khi mình tạo cái nhân làm để đoạt địa ngục á, là cái nhân đó nó có thể chiếm khi mình đổi cái thân. Mình nói cho rõ ràng là mình mặc dù mình tạo cái nhân đó, cái kinh này cho mình thấy rằng những cái hành động của mình, những cái nghiệp mình tạo ra nó trồng những cái nhân khác nhau để mình đọa. Thành ra mình biết như vậy thì mình hiểu rằng thành kinh cho mình thấy rằng những cái nghiệp mình làm trong cuộc đời này nó trồng những cái nhân khác nhau, mà thường những cái nhân nó còn nhân rất xấu trong tương lai. Okay. Kinh không nói là quý vị chắc chắn sẽ rất địa ngục. Okay, cái này hiểu lầm rất thông thường. Khi nó đọc cái kinh Địa Tạng nó nghĩ là cái kinh Địa Tạng cái kinh rất là bi đốt, nói là tao là bậy phú cũng sẽ rất địa ngục. Okay. Thành phải hiểu rõ cái kinh Địa Tạng nó rất rõ ràng, mình làm bậy mình trồng những cái nhân đó nó sẽ chín khiến mình đổi cái thân, nó có cơ hội để nó chín để nó đổi cái thân. Khi mình đổi lúc mình chết, một cái thân một cuộc đời mình chết đó. cái lúc mình chết đó, lúc mình có thể những cái nhân này, những ác nhân này nó chín một cái mình đọa. Thành ra khi mình tạo những cái nhân này, tạo nhiều nhân này thì khi mình chết thì mình có nhiều cái cơ hội để mình rớt mình đọa hơn như người thường. Thành ra người mà người ta hiểu có nghĩa người ta hiểu rằng là cái bây giờ mình né tạo cái nghiệp để sau mình đọa. Điều thứ nhất, điều thứ nhì là mình biết rằng mình nếu mình có tạo những cái ác nhân để sau mình đọa nó thì mình có những cái pháp hy vọng gặp những cái pháp trong tương lai khi mình chết, những pháp sẽ giúp mình né những cái ác nhân này nó chín lúc đó để sau mình đọa. Nói cách khác mình có những cái pháp giúp khi mình chết là những cái thiện nhân nó chín thay vì ác nhân nó chín thì mình vẫn được cứu thoát như vậy. Thằng kia thì hiểu rằng kinh Địa Tạng mình thấy, cho mình thấy rằng mình biết khéo léo, biết hơn mình, biết suy nghĩ là khi mình chết á là mình hiểu rằng nếu lúc mình chết mà mình không lợi dụng những cái pháp, dùng những pháp để những cái thiền nhân nó chín thì mình sẽ đổ. Ngược lại nếu như mà mình có những cái thiền nhân nó chín đó thì mình có thể thắng, mình có được một cái cơ hội mình thoát cái kết quả này. Có ai có những cơ hội, bao nhiêu người được cơ hội mà. Thế cái cơ hội được cứu thoát lúc mình chết đó
là rất ít người có nha, nói thiệt quý vị, rất ít người. Tại đâu có ai biết. Khi địa ngục cưa răng, mấy cái tội nhân á, mấy cái tù nhân người ta bỗng nhiên thấy ở trong hiện ra thân thể, hiện ra trong cái mặt đất mà có toàn là lửa không, bị dây lửa cột lại, rồi cái cơ thể thì bị mấy cái cưa bằng lửa cắt, cưa nó cũng cưa răng mình luôn nữa. Cái loài hành hạ này, cái khổ sở này bị cưa răng, nó bị cưa để trả lại cái nghiệp của bốn cái nghiệp và khẩu nghiệp. Bốn cái loại khẩu nghiệp là gì? Nó láo, nói lưỡng thiệt, nói thô tục, phải nói nói tầm bậy. Có ai có bị cái vấn đề đó không? Cái địa ngục lột da, cái chỗ này lột da này là tù nhân nó bị lột da, lột sống, nó sống nó lột da, ok, xong rồi da thịt bị đốt, bị mấy con quỷ lính quỷ nó đốt. Mày tại sao được tới đây? Tại vì hồi xưa đã bán thịt, buôn bán thịt của chúng sanh, thịt của súc sinh, thịt của cá, thịt của chi. Okay. Có một loại nghiệp khác mà cái loại người nó chuyên mua đây, mấy người da đỏ, mấy người da đỏ chuyên lột da đầu mình đó, họ sẽ tạo cái nghiệp để đọa cái địa ngục này luôn. Okay. Có một loại đường địa ngục tên là uống huyết. Cái địa ngục uống huyết này là có những cái loại sâu bọ nó uống máu của người, cái máu nó nhiều nó đổ nó thành một cái hồ luôn. Rồi những cái con sâu bò này bắt đầu nó ăn tủy của mình, hoặc là những cái tù nhân á, bị bắt buộc uống huyết đấy, thì khác tạo cái nghiệp nào để tới đây, tại vì ăn cắp những cái con dê, ăn cắp những cái con lừa, và để làm gì, để làm bậy, để làm tình với mấy con thú đó. Tại vì cái vùng họ ở không có đàn bà nữa. Hồi trước tôi cũng hoang, tôi còn trẻ hoang, có mấy bạn tôi ở đây, người Trung Đông đó. Thích thú nó ra đi về Ai Cập, ông người Iraq mà ông qua đến cái xứ mà nước dầu nhiều dầu nhất, xứ tên gì hả, Saudi Arabia, cái gì hả, ai biết không? Cái xứ nhiều dầu nhất mà ông này khéo lắm. Ông người Iraq thì ông qua bên Saudi Arabia, xứ dầu dễ sợ. Ông làm quen, ông nói ông là người Saudi Arabia, xong rồi ông cưới vợ ông đó là trong hoàng tộc của bên cái xứ, ông giàu thành ông khéo vậy sao, để ông hoang vậy sao, ông không đi đâu là ông hoang đường vậy sao. Ông rủ tôi lúc tôi còn trẻ, ông rủ tôi qua bên Ai Cập, qua Ai Cập là gì, qua Ai Cập lại có mấy con lừa vậy đó, tức là cái chuyện tầm bậy. Sao ông chỉ nói, lúc mà lừa như vậy có cái phương pháp làm như thôi mà, nguy hiểm lắm. Cái gì tưởng tượng người ta giàu có, người ta có học vấn như vậy mà cũng làm một chuyện tầm bậy mình thích. Okay. Tôi hên rồi, chưa làm bậy, chưa đủ như qua Ai Cập để làm bậy. Người ta làm bậy mà tưởng hại. 6:30 đó là những mục tiêu là đốt tay. Đây là cái tay nó bị sắc nó đốt, đốt tay. Cái này có địa ngục nóng thứ sáu. Cái cặp địa ngục khác là đốt chân,
là bị bị bắt đi trên thang cháy. Cái này địa ngục bên cạnh cái địa ngục của đốt tay, cái này địa ngục thứ bảy, nóng thứ bảy. Cái loại địa ngục này á, là to do tạo những cái nghiệp là chặt tay chặt chân của chúng sanh, xong rồi nướng hoặc là nấu hoặc là chiên. Có ai thích ăn chân gà hoặc là chân heo, món heo hoặc là chân vịt không? Mình coi mấy cái trong chương trình đài TV mà thấy họ đi chơi từ xa, đi du lịch, họ tới mấy cái chỗ này họ thích thú ăn cái chuyện này. Có loại địa ngục tên là đâm ngược. Cái loại đâm ngược này là có cái sông bên cạnh sông, hai bờ sông toàn cây bằng sắt rất là cao, một cao một do cùng cây đốt cháy, lửa cháy, cây nó cháy lửa ngày đêm. Có những cái móc nó khoảng chừng 16 phân. Từ cái móc đó nó treo cái thân thể bệnh nhân, tù nhân, rồi người nhìn thấy những cái móc đó đâm tù nhân phía trên phía dưới, đâm trên đâm dưới. Cái này làm sao tới đây tại vì người xước là làm đàn bà mà đi làm tà dâm về sau lưng của chồng. Nói gì biết không, người đàn ông làm bậy không có cái điều lợi một cái đàn ông làm bậy, cái điều lợi chỉ cho đàn bà thôi. Tôi đang đùa, nghe cái này ghê quá. Ok, có loại địa ngục là nhà lửa. Vào cái nhà lửa này mỗi phòng đều có lửa hết, vào đó là bị đốt cháy khét lẹt, đau đớn dễ sợ. Nhà lửa thì nhà lửa, còn phòng cái này, wow, nhà sắt. Có cái loại địa ngục tên là địa ngục sói lửa. Cái loài chó sói này, cái loài sói lửa này nó dễ sợ, nó trông dễ tợn. Cái loài sói lửa này nó hung tợn, nó trông dễ tợn, hung tợn, nó trông thấy là phát sợ luôn, rợn tóc gáy. Nó rượt tù nhân, xong rồi nó chà đạp tù nhân, xong rồi nó ăn ngấu nghiến cơ thể, nó kéo những gì coi như hình ấy, nó cùng con sư tử, mấy con chó sói nó cầm, nó cắn, xong nó kéo cái thân mình, nó hành hạ mình. Cái đó là tại vì cái đây là cái quả của những tạo những cái ác gì trong quá khứ. 633, Địa Tạng Đại Sĩ nói với đại Bồ Tát Phổ Hiền: thưa nhân giả, tất cả địa ngục ấy được cảm ra bởi nghiệp lực của những kẻ làm ác ở Nam Châu Diêm Phục. Nghiệp lực cực lớn, cao như hư tu di, sâu hơn cửu hải, ngăn chướng được thánh đạo. Vì vậy, chúng sinh đừng khinh thường lỗi nhỏ, cho là không có tội. Chết rồi thọ báo, dẫu chỉ nhỏ nhẹ. Chỉ như cha con đến thân nhân cũng được ai nấy đi, túng sử gặp nhau cũng không được chịu thay cho nhau. Tôi dựa vào ý lực của Đức Thế Tôn lược kể địa ngục tội báo, ước mong nhân giả tài nghe. Khi nghiệp là do tâm tạo ra, cái tâm mình đó, nó, cái lực của tâm đó, nó vô tận. Vì vậy cái quả mà tâm nghiệp nó tạo ra cũng vô tận. Cái nghiệp lực này nó còn cao hơn, nó kéo mình cao hơn cả cái núi Tu Di, mà còn sâu hơn nữa cả đại địa, đại hải. Cái mà tai hại nhất của cái nghiệp lực là cho mình làm mình tối tâm, không thấy được cái đạo để mà giải thoát. Mà nếu không thấy được cái thánh đạo, thánh nhân để mà thoát khỏi mấy quả khổ này, thì đời đời kiếp kiếp mình sẽ chịu những quả này. Thành những người ta tu, có tu biết tu rồi, ta rất sợ cái quả, cái nghiệp quả. Những cái người có trí huệ, những Bồ Tát đó, thì họ rất sợ trồng cái nhân trần,
trong cái ác nhân. Vì vậy họ không dám tạo nghiệp, họ đang đối phá. Cái đứa như thế đó, nó có sức, nó có sức nó ăn, nó có sức, nó đang trưởng thành, nó có cái sức, nó phải xài cái sức, nó phải xài nó là nó phải phá thôi, chỉ một cách là nó tới đâu nó phá chỉ thôi. Anh đó gặp biết mình đó, biết nó sẽ làm gì não dễ sợ. Hồi trước tôi có lập gia đình có vợ, nhất định có con, là tôi ghét biết dễ sợ. À, bây giờ nó cầm béo lên dầm người ta. Không được chơi cái rồi. Ok. Thành ra những người mấy ngày Bồ Tát, họ kỳ thì gì thế sao? Họ không có tạo ấy. Những người Bồ Tát khi có tạo thì nó dài mình nó dài dài mình thấy mình nhận ra ngày Bồ Tát là chúng ta sao? Tại dài mình không có tạo gì. Tại mình phải biết, tại ngày mấy ngày dài mình tạo gì rồi? Ngày cái cảm nghiệm của mình không tạo gì. Vô tác không có được làm vậy. Cái này cái khác biệt rất lớn giữa ngài Bồ Tát mà dạy mình ngược lại Đức Di Phật hoặc là A La Hán dạy mình khác. Cho nên khác cái huệ nó dạy có huệ, khi có huệ cái dạy khác. Mấy ngài A La Hán, ngài Đức Di Phật chưa mua dạy tác ý, người Bồ Tát không được tác ý, hiểu không? Mấy ông như trật đường, tác ý là trật đường, tác ý là tạo gì? Ý nghiệp. Những ngày A La Hán, Đức Di Phật, người ta phát họ là họ muốn biết, họ cái tác ý, ok? Ngay cái tác ý đó người Bồ Tát cũng không chịu nữa, bắt cái ý như vậy là vẫn còn ý nghiệp như thường, là không được. Tác ý. Họ cái pháp họ tác ý để họ dùng cái ý để mà làm. Cái người bên tinh văn ta tu, lúc ta tu thành công rồi ta vẫn còn cái tác ý để mà dùng cái sức người ta, dùng cái huệ người ta. Cái tác ý đó là dùng cái ý, cái đó là ý nghiệp. Bên Bồ Tát, bên đại thừa là không được dùng ý. Tại khi mà tác ý như vậy vẫn còn tạo cái ý nghiệp như vậy là không được, vẫn bị kẹt như vậy. Cái kẹt nguy hiểm như sợ. Họ tác ý như vậy, họ kẹt mà không được. Thế anh nghe mà mấy thầy mà giảng, mấy thầy dạy truyền pháp quý vị, mà mấy thầy nói là muốn làm nó là con gì quý một cái là biết cái đó là thật được. Đừng mấy cái mình biết rồi mình chạy, tại vì họ pháp họ sẽ đi vào cái đường hẹp. Ok, bên đại thừa muốn thấy không cần đặt ý gì, không cần đặt ý. Bên kia hai cái thừa đó, những cái gì thừa đó, họ không biết là khi họ dùng những cái pháp đó họ đang tự tạo cái kẹt. Cái kẹt ta rất là ta. Đến cái pháp đại thừa tu không tạo nghiệp, không được tạo nghiệp, không được tạo nghiệp. Bên mấy ngày Bồ Tát người ta hiểu đó, tạo bất cứ cái nghiệp gì mình phải trả cái quả. Cái nghiệp là cái nhân nó tạo cái quả, là trong tương lai phải trả chỉ cái quả. Anh nào người Bồ Tát ta thấy được đó, ta nói như vậy mình không cần tạo nghiệp, mình muốn nên tạo nghiệp thì trong tương lai mình mọi cái mọi. Các vị thế mà mình kia họ chưa hiểu. Ông nói là như cá nhân tôi nhắm nói về các cá nhân tôi tạo cái ác nghiệp nhiều, rất là nhiều. Thì ông nói nếu như vậy thì mình nếu thầy với nhà giảng như vậy có nghĩa là mình không cần tạo cái nghiệp gì khác để mình gỡ mấy cái ác nghiệp. Chẳng mình nên tạo những cái thiện nghiệp để gỡ mấy ác nghiệp, có nên không? Người nói nên tạo thiện nghiệp, nên tạo thiện nghiệp là vẫn được quả, đúng không?
cái ba mình đang nói là nếu như vậy thì mình tạo cái thiện nghiệp thì mình tương lai mình hưởng những kết quả tốt, đâu có gì xấu đâu. Thì thật là như vậy này. Cái mình muốn tu á, đầu tiên á, đầu trước á, đầu tiên bước đầu tu là mình né đừng tạo ác gì, đừng nghĩ chuyện thiện nghiệp cái điều gì hết đó, đừng có làm ác này. Quan trọng nhất đừng làm ác đó, đừng có làm ác là chuyện quan trọng nhất. Mặc dù mình không làm ác là chưa đủ, là chuyện rất quan trọng nhưng điều vẫn chưa đủ, mình vẫn cần làm thiện nữa. Có hai cái phải đi như vậy, mình mới có được, mình mới có vững tu vững được. Ok, tại vì khi mình làm chuyện ác á, cái đừng nói chuyện người khoan, nói chuyện địa ngục, ngay khi cái gì làm chuyện ác á, là cái gì nó mở cửa cho tụi ma chuyển vào trong nhà mình phá hủy này. Ngay lúc này khi mà làm chuyện ác á, là mình mời ma quỷ vào ở trên đi cùng đường này. Tại vì một khi nó vào nó quấy mình rồi, cái cơ hội tu hành không có, nó phá, thành mình phải kỳ cái chuyện làm ác như này. Cái phần thứ nhì là phải làm chuyện tốt, rất quan trọng. Tại sao như vậy? Mình làm tốt cái gì? Làm tốt là giúp người khác, mình giúp người khác thì mình sẽ được giúp. Tại sao làm chuyện tốt là quan trọng? Tại sao chuyện được cái chuyện giúp đỡ là quan trọng? Tại vì lúc mình còn khỏe, lúc mình còn trẻ, lúc mình còn giàu, cái mình cần ai đó. Nhưng đều lúc mình khỏe, mình trẻ, luôn trước giờ ngày nào đó mình sẽ già, mình sẽ yếu, mình sẽ bệnh đi, mình sẽ hoạn nạn, mình lâm nạn. Lúc đó mình cần cái sự giúp đỡ. Thành khi mình cần cái nhân đó, mình giúp những người khác làm việc thiện, giúp người khác khi mình bị hoạn nạn, giúp đỡ người khác thì lúc mình bị hoạn nạn cần giúp đỡ thì được có người để giúp đỡ. Cái sự giúp đỡ nhất quan trọng nhất là cái gì? Cái giúp đỡ là quan trọng nhất. Hả? Cái tâm trí của mình khi mình tới một lúc nào không nghĩ được đó, mà có người hướng dẫn mình đi về cũng tốt. Người này nói là chết. Thành ra khi mà mình thiếu tố tâm từng ánh sáng, có người tới giúp mình đó, giúp là rất quan trọng. Giúp mình chết, mà giúp mình chết tố tâm gì rồi mình thấy đường chứ, mình thấy rồi, cái cách nào mình thấy được, lúc đó mình cần người. Ok, là cái người cái mà giúp đỡ quan trọng nhất là khi mình tố tâm được người tới dẫn đường, người chỉ trí thức tới dẫn đường, mình mới thoát được. Rồi xong tới có phần thứ ba, cái phần đầu nó phải cần hai cái việc hết. Việc không làm ác với làm thiện thì mới tới được phần thứ ba. Cái phần thứ ba là khi đó mình có đủ về thôi, mình không cần tạo nghiệp. Trước khi mà không tạo nghiệp đó phải cần tạo nghiệp thì phải tu, là phải ngưng làm ác, chuyên môn là chuyện thiện. Như vậy nó có cái hồi tới được cái trình độ thứ ba là vô thắng. Không có hai cái đầu cái vô tác tới, không khác nào tới vô tác. Câu hỏi em hỏi em hóc búa lắm, anh trả lời dài dòng một tí. Ok, ông nói là ông trước giờ ông có cái quan niệm là làm bậy thì bây giờ mình làm chuyện ác thì mà ngược lại làm chuyện thiện để mà gỡ lại. Đều bây giờ mới hiểu rằng là cái chuyện ác hai cái đó nó hoàn toàn khác nhau, chưa chắc là được, chưa chắc nó trừ nhau. Một hai cái loại thì hiểu rõ ràng hai cái nghiệp nó khác nhau. Nghiệp ác thì tạo cái quả ác, thì nghiệp tốt thì nghiệp thiện là tạo cái quả thiện. Thì trong tương lai cái quả nó lúc mà khi nào nó chín mình lẫn thì còn đâu có nghĩa là hai cái nó gỡ cho nhau. Đều cái mà cái mình tạo những cái ác nghiệp đó không chắc chắn mình phải từng trả kết quả, tại mình có thể sám hối. Tại vì nếu mình biết đúng pháp sám hối thì mình có thể trừ những cái ác quả trong tương lai mình né được. Cái Niết Bàn nói rằng đừng có coi thường cái tiểu ác,
nghĩ rằng là không có cái gì nó tai hại đâu. Kinh nói rằng là một cái giọt nước nó không có bao nhiêu hết, nhưng từ từ từng giọt nó sẽ làm đầy cái tô. Mỗi cái nghiệp mình tạo ra mình phải trả cái quả, đích quả đó. Sao không thể nào có người khác thế cho mình? Có nhiều, có những cái pháp sám hối. Đại khái là có loại sám hối lý, có loại sám hối sự. Cái sám hối sự là gì? Sám hối lý là gì? Cái loại ví dụ của cái sám hối sự là gì? Chẳng hạn như niệm Phật là cái sám hối sự, lạy Phật là sám hối sự. Chẳng hạn như sám hối những cái loại những loại sám, những cái lễ sám, lạy Phật, niệm Phật là một loại sám hối, mua thiền là một loại sám hối. Có nhiều cái loại sám, pháp sám hối khác nhau. Và bên sự sám thì nhiều rất nhiều. Bên đại thừa với nguyên thủy có rất nhiều phần. Nếu về cái lý sám, bên cái lý sám thì có đại thừa có, bên nguyên thủy có. Cái này cái pháp sám hối là có nhiều người ta không hiểu nha, rất có nhiều người không hiểu. Hàng như tháng 7 vừa rồi tôi tới bằng chùa Bằng Phật, tôi nghe ông thầy tôi nói tên, tại nói tên không tiện, tại sợ nói tên là người ta hiểu lầm là tôi chỉ trích người khác, mấy thầy khác. Tôi nghe một ông thầy nói giảng về cái sám hối. Ông thầy này ông giảng cái pháp sám hối. Tại vì ông nổi tiếng, ông chuyên về nghiên cứu về cái pháp sám hối của đại thừa. Nên ông giảng cho ông biết là cái pháp sám hối đại thừa là sao. Nói một tiếng ngồi luôn mà rất thất vọng, tại vì vẫn chưa hiểu, vẫn chưa giảng rõ cái pháp sám hối gì. Okay, tại nó khó hiểu, nó phức tạp, nói chưa gì ra sao. Chứ sơ để cái vị hiểu rằng cái đại khái là cái pháp ra sao, để khi mà nghe mà cho tương lai nghe tiếp thì sẽ hiểu rõ hơn. Đại khái là trong cái lý sẵn là cái pháp đó, là quán được cái không. Lúc mà nhiều lúc mà tôi nghe thầy bỏ thì giờ tiếng hồ của tôi, cuộc đời tôi để ngồi nghe giảng pháp, ông giảng cái phần này tôi rất thất vọng, tại vì cái pháp đại thừa rất quan trọng. Nhất những người mà nói là biết nghiên cứu về cái pháp như sám hối đại thừa phải hiểu cái pháp này, phải dạy cái pháp này cho Phật tử biết mà thôi, để biết mà biết tới đâu cầu pháp mà thôi. Cái pháp mà lý sám này nó quan trọng ở chỗ là mình quán cái không, quán cái chân không, quán cái chân không, quán không chưa được, đã không thành, quán được cái chân không mới thành được cái pháp. Là cái người mà có cái trình độ quán được cái chân không đó, mới sử dụng được cái pháp này. Nếu mà chưa quán được thì nói cho vui, nói miệng thế mà chưa, thì biết là như là thành ra trước cái trình độ này phải dùng cái sự sáng, cái thầy hành lý sáng, mình còn thấp mình làm sự sáng. Ở ngoài nói tôi không biết cái lý của thầy nói gì, tôi nói lý là tôi nói cho vui vậy thôi, còn trình độ còn thấp và tương lai sẽ hiểu nhiều hơn. Hỏi là nếu mình cái khác biệt nhau gì, nếu như mình càng mình tụng chú Đa Bi hoặc là niệm Phật hoặc là mình lại Phật, nó khác nhau chỗ nào? Ok, mỗi cái pháp sám hối đó nó có cái đặc điểm khác nhau. Giống như lúc mình bình vậy đó, lúc mà mình bình nó sẽ uống đúng là thuốc, nó chịu đúng là bình được. Khi mà sự sáng thì hiểu như vậy. Mỗi pháp nó có cái đặc điểm khác nhau, mỗi pháp nó có cái hiệu, cái công dụng khác nhau. Okay. Nhưng nếu cái công dụng quan trọng nhất đó, không phải cái pháp, cái quan trọng nhất đó, là cái thành tâm của mình.
Tại vì khi mình nhít cách một biên nhít một lần bảy rồi, mình sợ thành mình chỉ nói mình kiếm cách mình gỡ cả. Thế chứ còn mình hoàn toàn mình tin cái pháp này, cái pháp mình chỉ lợi dụng nó để mình hy vọng ngày đó mình gỡ thoát nạn. Thế chứ còn mình có cái thành tâm cả. Cái pháp tam hối ấy, mà tu không có thành tâm thì cái hiệu quả rất là ít. Vì vậy mình phải tiếp tục niệm Phật. Càng ngày càng niệm Phật, càng ngày cái tâm càng thành tâm thì càng ngày nó càng khi nghiệp mình càng vỡ. Ai như nói quý vị nghe, một người thành tâm, tại vì nếu quý vị thành tâm biết mà biết còn lại ba ngày thôi, một ngày tới ba ngày thôi, nó gạt biết bao nhiêu trừ biết bao nhiêu điều tài, mình phải thiết thành tâm lại hoài không cũng nhận nhận. Như vậy không có lại nữa, có lại chứ có lại cứ lại từ ngày đó sẽ thành tâm. Càng ngày càng làm mình sẽ có thành tâm, không làm đâu. Thành tâm với cái lòng tin cũng tăng gần, không tăng bất phẳng cái phạm vi nó với nhau. Tại nói mà nó không rõ ràng được á, có nghĩa là mình có thể mình đi khổ rồi. Nói là ăn xong một cái thì ngồi chân nó đau, thì chân đau ổng nghĩ rằng chân đau tại vì cái nghiệp khác ông thành chân mới đau. Tao mới nghĩ là tôi hỏi đi, ngồi chân đau là cái nghiệp khác của mình. Nên đều tại sao cái nghiệp khác chân đau nó có liên quan tới ăn? Có nghĩa là tại vì nhất là chân thường nó đau thì mình ăn xong nó ngồi nó chân mới đau, mà không ăn mà ngồi không đau. hỏi cho rõ ràng như vậy thì còn có một tí hy vọng. Còn hỏi trên trời dưới đất thì qua như là đủ đi, tôi cũng thèm trả lời. Ok. Tôi nói như này thì cẩn thận, mà đừng suy luận quá, suy quá. Tại vì suy luận nhiều như vậy là nó vọng tưởng chạy, mình là làm cái xong mình cứ hiểu lầm, mình cứ tưởng này tưởng nọ, cái đó là vọng tưởng. Cái đó là dễ đi lạc đường, dễ sợ. Tôi mắng ông này, cái thói là cứ biết, tham biết, không được tham biết. Mình sáng trí, cái trí mình sáng có nghĩa là mình chỉ thấy thôi, mình quan sát mình thấy thôi, xong mình nói để mình thấy được cái sự liên quan mật thiết của nó thì mình có thể hiểu được, mình nói cái này nó có liên quan với nhau. Còn nếu mình chưa thấy được cái sự liên quan mật thiết của nó thì mình chỉ đợi chuyện là mình thấy thôi, chứ đừng có đòi phải biết thấy. Cái thói ông này là thấy một tí thôi, cái đòi biết là muốn biết hết tất cả này. Tôi nói cái thói nó phải bỏ. Có ai bị cái thói không? Chuyên môn nhảy, muốn nhảy cái tưng, muốn biết ngay lập tức. Tôi nói cái khéo léo của mình khi mình tu hành là khi nào mình rõ ràng mình mới thấy, mình dám nói, còn không rõ ràng mình nói. Đừng đòi gì, đừng muốn biết ngay lập tức. Mình đợi một ngày mới biết, chừng nào thêm mình biết thêm, đợi một đời để biết để thấy được, không xong đời này đời sau mình thấy. Mình đợi đó, mình cần đòi biết lên. Cái đó là thiếu cái sự kiên nhẫn. Tuổi trẻ tụi này nó thiếu cái sự kiên nhẫn, thành cái nó thiếu cái sự sáng suốt. Cứ đùa là tưởng lầm, cứ tưởng mình biết, nó tai hại vậy sợ. Là thầy nó có tình này có cái hơi kỳ lạ. Thầy hàng chiều đó thì ổng là tu 3 ngày, tu tới ngày thứ ba đó là ngày cuối đó, thì tới đêm đó thì tới ngày mai là có mưa, thì người ta nói là trời ổng làm cái pháp hội này linh quá, xong rồi là bắt đầu mưa. Có mưa thì hả? Cái ngọn nghe cũng hơi trái lỗ tai. Tại cái mưa đó thì ở trong cái tin tức thì nó có nói ở trong một 3 ngày tuần trước rồi. Cái sau cái tôi nghe cái người đó nói, tôi nói chà, không biết cái này, không biết tôi nói gì, không biết có đúng không á. Tôi nói cái này chắc mê tới cực điểm rồi. Tự nhiên mà tôi qua 3 ngày rồi, cái đêm đó là có mưa thiệt. Thì tôi nói là tôi nghĩ tôi không phải như vậy đâu, chắc
mấy người đó ở ở cái hàng tầng cấp mới chùm ra thôi. Ừ. Thì cái tin mà cái đại nó đã nói đó, nói trước hết là 3 ngày rồi, nói là cái tuần cuối tuần này là có mưa, thì tôi có nghe nói như vậy. Thì mấy người kia nói trời ơi thầy á, linh quá, làm 3 ngày pháp hội sau là có mưa rồi, thì nếu mà thầy không có làm cái pháp hội này hả, chắc là mình ở đây bị hạn hán rồi này kia. Cái này mê quá mà không biết phải. ngày nay đại thiên văn có ngày nay có mưa không? Không, tôi hỏi ngày có mưa cùng ngày bữa nay mưa. Bữa nay có mưa hả? Bữa đó bữa nay mưa. Có. Nói sáng ngày 3-4 giờ sáng còn mưa, sao không mưa? 3-4 giờ sáng còn mưa rồi, nhưng mà bữa nay thì không có mưa, sáng thì không mưa. Khuya mưa, hồi tối thứ bảy là chiều hôm qua thì có mưa tới sáng. Sáng 3-4-5 giờ cũng đi có mưa. Okay. Mình nghe cái này cũng là mấy người đó cũng chắc hơi mê à. Những người đó nói thì tôi nói chắc mấy người nó nghe tin ấy, tài đã có nói rồi, nói trước đã cuối tuần này đã có mưa rồi, có thể lắm, sao không biết được, tôi đâu có biết được. Nếu như thiệt sự họ tới tu, họ thành tâm, họ cầu được bớt hàng tháng thì có thể tâm biết cái chuyện nếu mà nó được cái cảm ứng này là khi nào có thể cầu mới được cảm ứng, mình hỏi ngược lại, có ai cầu không? Không, cái này là cái tin là nó ta biết 3 ngày trước rồi, nó cuối tuần này. Như đều có người tin, có người nói cái này cái cảm ứng của cái pháp hội đó, mình hỏi ngược lại, có ai xin cầu mưa được không? Để có được cái cảm ứng này, không phải cảm ứng xảy ra tự nhiên đó. Thì nếu như có người cầu như nó xảy ra thì nó là cảm ứng đó, sao mà cảm ứng, đúng không? Còn nếu có người là cầu thì đâu phải là cảm ứng đâu, nó dễ, nó có gì đâu phải suy nghĩ. Ở chuyện thứ nhất, chuyện thứ nhì nữa, tôi giảng thế này cho mấy sư cô, khi mà sư cô đem đồ ăn tới tuần rồi, đồ ăn đem đồ ăn ngon tới nhà tôi phải ngồi tôi nói pháp cho họ mấy tiếng đồng hồ luôn, khổ vậy đó. Đem đồ ăn tới thầy phải nói pháp, quý vị tưởng đâu ăn là sung sướng rồi. Thì cái gì trong nghề tôi không có gì đồ ăn gì nó miễn phí hết. Thành ra lúc mà tôi xuống đây tu, thầy hiện trường người dạy tôi một cái bài học rất quan trọng đó. Thầy dạy về cái trạch pháp nhãn, cái trạch pháp nhãn quan trọng như sợ, tại vì trong hiện trường lúc mà tôi xuống đây tôi tưởng gì ngon lắm, cái một đầu tiên thầy hiện trường dạy tôi là ngài Tiên Hóa ngài dạy tất cả đệ tử ngài Tiên Hóa, ngài Tiên Hóa dạy biết đầu tiên tôi bày cho họ là cái trạch pháp nhãn. Trạch pháp nhãn là gì? Trạch pháp nhãn mình nhìn cái nhãn, mình nhìn cái pháp là dạy mình cái đó là pháp đúng, cái pháp đúng thì tu pháp cần tìm tu, nghe rõ chưa? Thành ra sang biết trình độ hơn người khác theo sang biết được. Trạch pháp nhãn là gì? Giống như cái máy điện toán vậy, điện não tôi vậy, là mỗi ngày đến cái hãng kia nó gửi, mỗi ngày nó gửi tới tôi cái loại virus, cái loại bệnh mới, để khi mà cái bệnh đó nó tấn công mình, nó nhận nó được. Cái trạch pháp nhãn mình như vậy, mỗi ngày mình có học tiếng pháp, mình nhìn pháp, mình nhận ra mình thêm được pháp, cái này là đúng pháp, cái này cũng phải tiếng pháp, mình chạy ra, mình gạt ra. Cái gì mà trạch á, mình gạt ra, gì mà tốt á, ứng, mình giữ, trong tương lai mình xài được. 3 cái ngày pháp hồ đó, họ tu pháp gì? Pháp gì? Quán Thế Âm Bồ Tát. Ok, chính pháp. Ngoài tu mà quan đến Bồ Tát còn gì nữa? Tập tài chi. Ok, có hai cái thế người, cái thế câu, cái thế bồi. Ok, đó là gì? Chánh pháp hay là tà pháp? Chánh pháp hay là tà pháp? Chính là tà. Cái ông nó quanh với tôi. Chính là tà. Cái trâu với cái voi đó chính là tà. Cái gì nói cho tôi nghe, chính là tà. Ok, bác kia nói sao? Chính là tà. Có cái vỏ đó mình có thêm gì?
Có gì sao? Phật ta chuyên làm gì vậy? Làm gì? Tôi thấy cái hình đó, nên như cái thấy trâu, thấy như ngoài này. Trong hình đó, nói ông bác sĩ, ông dạy cái thấy voi, cái trâu vậy, đứng voi, mấy trăm người đứng đứng thế. Làm cái làm gì? Cái gì là con người hay làm một trò trò con trâu này? Câu nên hỏi cái làm gì tôi hỏi mọi người lại tôi sửa câu hỏi vì mình là con người làm trò con trâu làm gì? Tại sao mình làm trò con trâu? Trò trò con voi. Câu hỏi mình sai. Tập cái voi, tập cái bò làm gì? Học khỏe như voi, khỏe như bò, có cái cảm ứng, học khỏe thêm, đúng không? Sao nói như vậy được? Không khỏe sao tôi tập được? Sao người bác sĩ, nha sĩ tôi tập được? Phải công nhận cái đó chứ. Tại sao mình trồng cái nhân, ông nói mình trồng cái nhân xong là bò, là voi, là bò. Tôi nói, tôi hỏi con đó, tôi sửa lại, tôi nói, tại sao mình phải cần khỏe như con bò, con voi làm gì? Để làm từ voi, làm từ bò đấy. Mình như cần khỏe như người là đủ rồi, cần làm khỏe con voi làm gì? Hả? Thì mơ giảng như vậy, tại sao cái pháp, cái ý nghĩa của pháp là gì? Làm con voi, làm con bò hay làm con người? Không hiểu. Hả? Đó là cái đó ta pháp. Ta pháp. Ta pháp là sao có cảm ứng được? Hả? Một đêm là tu chín pháp, niệm con âm. Một đêm là tu tà pháp. Tà pháp với âm thì con âm có cảm ứng được. Đâu ai cảm ứng được. Tôi thấy con âm, niệm con âm có ai khỏe không? Hả? Phải luyện tài chi nó khỏe nha. Giảm dụ cho rõ ràng. Ok. Mình tu đây tu phải cái gì? Tu có cần dạy cái gì tài chi để cái gì được cảm ứng không? Để ông được cảm ứng không? Ông được cảm ứng được cái gì được cảm ứng không? Có cần không? Mà mình cảm ứng mình có nói mình là khoe nó ở tu cảm ứng của mình đầy đầu thế. Cảm ứng cái gì đi khoe. Ngồi ngay cái pháp hội ta tu pháp là sao, cũng muốn nghe thêm pháp gì khác nói tôi nghe để tôi bàn cập nhật tôi đi hiểu. Có tu pháp gì nữa? Đi bộ xung quanh cái bàn, ok, tôi đọc báo thôi á, tại có bà bắt tôi đọc báo mà. Cái tôi hết chừng nào tôi ngồi tôi đọc báo khổ vậy đó. Người ta nghe tôi biết tôi làm bậy, tôi cũng làm bậy, tôi là dễ làm bậy. Ta nói gì tôi làm đấy rồi. Có đâu con âm vậy đâu. Cái này phải 3 ngày tu pháp một con âm nghe. Sơ sơ mình nói mới niệm con âm thôi. Ok. Đã không có gì hết. Bây phải tập tài chi rồi xong rồi phải đi bộ. Đi bộ liên quan tới con âm mà đâu. Tập nhiên cái thật pháp nhãn gì. Ok. Mình không bị lầm lại. Tu có bao nhiêu không? Tu hỏi cái gì? 3 ngày tu con bao nhiêu con âm niệm con âm trong đó. Mình 3 ngày mình niệm công ơn là nó niệm ngày, niệm sáng, niệm tối, nó không muốn được ngủ nữa. Nếu mà tham chi nó có gì niệm như vậy, mình nó ăn nữa. Tham chi thú, của mình sao? Nếu mà tôi, cái cá nhân tôi mà tôi thấy cái tham chi nó có gì niệm hơn là niệm công ơn, tôi cũng dạy tham chi có gì nữa. Nó niệm nữa. Cái niệm công ơn nó lợi lớn quá. Mới đâu có khi giờ không luyện tham chi hoặc đi bộ. Mình có đủ khi giờ mà bỏ lái xe tới cái tập này mình đi bộ được không thế giới đó. Biết nhìn cái đó để mà không bị lầm lạc chứ không phải nghe tôi nói là người ta nổi tiếng, người ta là nhiều người theo. Ok, thì tôi hỏi ngược lại, nhiều người theo thì tụi đà đạo cái bụng thanh hải cũng nhiều, đầy người theo. Xin lỗi, hôm nay có ai đầy được thanh hải không? Ngày hôm nay có ai đầy được thanh hải ngồi đây không? Bác này phải đầy được thanh hải không? Nói là gì khi người ta không muốn tu mà chỉ muốn sống, không muốn học cách sống thì như vậy bắt đầu cần thể thao, cần đi bộ. Tại tôi trả lời rằng nếu như vậy, nếu như mình muốn dạy cách sống, dạy cách thể thao thì mình nói cái pháp hội thể thao, đừng nói pháp hội quan âm. Nói pháp hội quan âm như vậy là phạm thượng, gọi là phỉ báng các tội nặng, tội rất nặng. Hỏi là tại sao một cái thầy đó là từ một cái lò luyện rất là giỏi, mà thầy rất là giỏi như vậy, đi vào cái đường làm như vậy thì có chuyện gì sai mà để mình có thể sửa lại. Tôi xin ra trả lời là đối với cô thì câu hỏi nó không có gì lý gì lắm. Tại cô thứ nhất là cô là bà, thầy nào trong tương lai thành người tăng được, cái nhiều nữa là cô
trong kiếp này cô sẽ không tính đi tu, chuyện gì là sẽ ra cô cũng vậy, cô nghĩ chuyện đi tu thành ra cái chuyện nó không bày thành ra cái điều hỏi thì cô trả lời gặp cái cơ hội rất là cơ hội ngàn vàng. Ông có cái cơ hội để thấy được cơ hội để mà lấp vào cái khoảng trống nó ngõ gì. Có một cái thầy Việt Nam đó nổi tiếng mà hành cái pháp tương tự mà ông đang biến thành ra có nhiều người tăng ni cố sức mà ra để mà hầu mấy cái người đệ tử của thầy sư ông này, thành ra phải công nhận là ông tăng được nhiều loại, ông có sức, ông thu hút được mấy trăm người tới tu truyền được tốt. Tại vì ông này vì ông dạy pháp ông dạy chỉ là giống như tương tự những pháp mà ông sư ông kia mà ông dạy. Ông sư ông khi còn tệ là ông sư ông còn khô, còn dạy cái chuyện dâm dục này cho phép chuyện dâm dục, ông này ông kiếm được đi. Thành ông nhân khéo rồi ông có thể dương cái pháp ra. Okay. Thành ra không phải riêng cô này là cái không phải Phật tử, cô này chỉ tới tu sau này rồi cái đời đệ tử mà ông sư phụ của ông thầy này là từ bỏ, không nhớ bỏ. Có một số nhỏ bên cái dòng bên kia họ cũng theo, tại vì họ đã tôn thầy từ lâu rồi, thành ra họ cũng theo đó, phải biết trung thành phục người ta thôi. Còn ông này không bày, phải có không bày. Như ông này mới nói học trò tu sống nó xong rồi sẽ lưng đúng thôi, cái pháp là pháp sanh tử, pháp là pháp chết, pháp đọa. Cái đáng tiếc là lúc mà tôi mới bắt đầu vào đường vào đường tu thì ông thầy này ông chỉ thích cái thứ ông kia nói là ông kia là cái pháp sanh tử, pháp đọa nhiều ngàn năm chắc đáng tiếc. Thì đều có hai chỗ là ít nhất họ làm không có lên bậy, đỡ lên bậy, không đi trộm cướp, không đi đi tà dâm người khác tới vui chơi người khác. Thì ra cái mà tôi chỉ trích cái này nó hay một phần hay đó, còn cái phần đối với cá nhân tôi không thích cái này là vì cái gọi là giả dạng tu là một tội nặng dễ sợ, rất nặng. Chẳng tha mình nói là những cái ông sư ông kia nói là tới tu được thiền để sống có ý gì hơn, tôi đồng ý đó, tôi có không vấn đề gì hết. Ok, tới thiền tây phương tới thiền, có thiền để nó sung sướng hơn, thiền để nó ăn uống nhiều hơn, nó có thỏa mãn cái dục vọng nó nhiều hơn, nó thích chuyện đó. Tới tới thiền tới ở mày muốn tới tới gần nhà thiền chấp nhận chuyện đó. Ok, nhưng đừng giả dạng là tu hành, là tu để tránh pháp, tu là quan âm. Rất là thì cái gì muốn truyền lạc nhiều hơn, muốn sức có nhiều sức truyền lạc hơn, tôi dạy cái gì được, tôi có pháp dạy cái gì làm gì nó được, thì tôi dạy thôi. Ok, nếu người Tây phương tới với mình họ nói là quý thầy quý cô quý những ngài lạc na mà dạy cho tôi phương pháp này, tôi sống một đời tôi thỏa mãn hơn, từ thời tôi đời tôi có sung sức hơn, cuộc đời tôi có nhiều sức để tôi thỏa mãn cái thu vui cho cuộc đời tôi. Nó chỉ sai thôi, có quyền chứ. Họ có thể đi học tai chi, họ có thể đi học thi công, họ tới mình dạy thiên mình cũng có dạy được, dạy nhưng mà cũng làm những cái chuyện đó được hết, hoàn toàn được hết, không có khác gì. Còn hơn là hai đệ tử đầu tiên tôi nhận là đệ tử, ok, thì cứ dạy hết. Nó đâu có muốn giải thoát nữa, nó chỉ muốn sung sướng thôi, giải cái sung sướng, giải chuyện này đủ, hết sức rồi, đi cho pháp chết, mình tiếp tục đi, cái pháp này nó rộng như vậy, mình không bắt ai đi ra đường mình, ai muốn học gì thì dạy, ok, tôi không bắt ai là phải muốn tới học với tôi là phải giải thoát, tôi muốn dạy, muốn học gì tôi dạy, muốn gì tôi dạy, muốn tham tôi dạy cho tham, muốn thân trầm tôi dạy cho mình sân, muốn giải thoát cái dạng dạng có, muốn nhậm dược cái dạng cho mình nhậm dược, nó không cấm cái gì đâu, nó bắt cái gì làm gì đâu. Có thằng em nó chỉ nó thích vui chơi với bồ đó, thằng nó muốn sung sức hơn thôi, cái dạng nó sung sức sắp lắm. Tu là tu ai,
cái đại thừa mà muốn học gì mà có nó đủ pháp mà dạy đúng đúng tôi tự bắt tôi sẽ giải nó cái mà tôi đại kỳ đối với tôi okay. Là giả dạng là những cái chính pháp dễ dàng cái này là tu hành giả dạng cái này tôi là gốc tôi là gốc chính pháp gốc tu hành thành tới tôi là tôi trâu tôi bò tôi voi gì tôi đóng người ta khi nổi tiếng có cảm ứng khi tài chi nhìn con ấn qua cảm ứng gì thẳng gì trong bảy không khi nào không không thành tâm người ta còn một bên là liền qua một bên là vọng tưởng tài chi vọng tưởng trâu vọng tưởng heo vọng voi cảm ứng nói như vậy là trong tương tái chúng ta này trong tương lai ta nghĩ cái tập áp nó như vậy người ta công nhận cái thành công hay không là thành công tại thành công ở chỗ phục vụ cái nhu cầu của những người ta có những nhu cầu người ta muốn đeo đi truy cầu những cái vui chơi đó thì phải cho người ta ứng tới được chứ mình hiểu chứ đúng không chuyện kia tốt thành mỗi người phải tự quyết định lại là cái đó là cái của mình. Mình nên tới đó là không, mình nên tu cái đường đó là không. Là cái trạch pháp nhỏ rất quan trọng. Mình có cái pháp nhỏ, cái con mắt đó mình mới nhận được, mình mới đi. Cái cô có câu hỏi. Thưa Phật Thầy, hôm nay thầy giảng về cái nhân mà nhờ một trong cái đề tài. Có thể cái sân hành là một trong những cái nhân mà đưa đến địa ngục. Nhưng mà cái trục về sân hành vòng nữa cái sám hối mình dần sân hận là chuyện sám hối là cần cái sân hận là cái nhân của cái địa ngục thành ra mình phải biết sám hối nhưng đều cái khổ là cái nhân đó cái tạp khí nó sâu quá đi thành ra đùng cái mình dần thành trồng cái nhân cái địa ngục đều mà sao mà thoát bây giờ thành sư cô mới hỏi là bạn của sư cô đó, bạn chị em trèo cột sư cô đó, đề nghị là nếu như vậy mình đối phó một cách là mình đổi cái lại bỏ nó đi mình đối sư cô là thì đề nghị nghĩ rằng là mình nếu đổi cái tâm mình ta thì đổi cảnh thì cái nào đúng cô hỏi là cô đúng hay là bạn cô đúng thì tôi trả lời dễ lắm cái câu hỏi thì ra không khó lắm tại vì thế tôi chưa bao giờ gặp bạn sư cô thì đâu có sợ đâu thành mình đi được mình quen mình nói sư cô đúng còn người kia không vậy ba giờ rưỡi rồi ba giờ rưỡi rồi tôi trả lời thấp buộc tôi phải thôi thầy cũng biết giờ nghỉ chứ thầy có nghỉ không ấy từ một giờ đến 3 giờ bây giờ là 2:43 gần 4 giờ bắt thầy đi thầy chưa ăn trưa bắt ít nhất thầy rót ly sâm hoặc là rượu lúc đi trà nhìn thầy mày quá cái chuyện buốt thầy chứ thầy mới trả lời chứ tôi cứ nói tao làm việc không đâu được chờ cái điện sao ông này nói là đổi cái tâm khó dễ sợ nói cái gì nội tâm như rất là dễ nói chơi gì không đổi tâm mình có một cái sao đổi được hả đổi tâm mình cái tâm cũ mình làm gì bây giờ khổ không tôi có dạy cô đúng để cô ráng chịu
cô đổ cảnh không dễ, đúng không? Đổ cảnh mình quên, mình đi đường mới khỏe. Nếu như mình đi gì đó, mình bỏ ổng đi, đâu sợ nữa. Đổ cảnh lời nghe. Tôi đổ cảnh, cô đòi đổ tâm để cô đổ tâm. Ông nói như vậy nó cũng không đúng, thầy nói cũng đúng nữa. Cái đó tôi mới thêm rồi, ông dám nói tôi không đúng, ông lịch sự lắm. Ông nói mình đổ cảnh thì nó tạm thời thôi, mình không có giải quyết gì đâu. Tôi hỏi mặc dù mình không giải quyết, nhưng mà có những vấn đề mình giải quyết được là gì? Mình không có tạo cái được cái nghiệp sát. Có gì có ai giận ai được muốn giết cái chưa? Có ai giận được muốn giết người ta không? Sao không muốn giải quyết được? Mình ở là mình chắc chắn mình bỏ cổ đó rồi. Phải đổi, phải đổi cả. Đổi tâm. À, giết. Đừng nói trên trời với đất với tôi. Nói chuyện mình đổi cảnh không á. Đổi tâm cho nên đổi tâm chỗ nào? Mình không gặp mình lúc mình giận lên cái tâm mình nó đùn mình nó đen, mặt mình nó đỏ như vậy, không mình đổi được. Mà không đổi được bây giờ. Chắc chắn mình sắp giết người ta rồi đó. Đổi như bây giờ. Sao đổi đó, nó chảy. Không bệnh. Đi chỗ khác trước. Phải biết khôn. Phải sáng trí mình á, sáng suốt mình phải chạy, mình chạy trước cái đó. Mình chạy trước mình mới hạ cái tôi hạ. Hồi trước tôi có vợ tôi sợ dễ sợ, tôi sợ bà vợ tôi dễ sợ. Bà dữ lắm, bà gắn dễ sợ lắm. Dữ cái nào biết không? Bà chọc mình giận, bà cái lộn chọc mình vậy mình điên luôn. Nó tôi bậy thôi, nó cãi lý, nó có lý em, nó cứ cãi thôi. Nó cãi xong mình điên. Mình nóng quá, tay mình như vậy rồi. Mình giận điên luôn. Mình cái tay mình cái này nó cần sát, cần sát cái này mình dơ lên mình nhìn cái mặt bạn. Nó sát chưa? Tôi biết không? Có bao giờ người là như vậy chứ? Nó sợ chứ, đúng không? Nó biết sợ. Tại vì mình không sợ mình chạy, mình phải giết bạn. Phải sợ, phải chạy. Có đâu tôi nói thiệt á, tôi đã từng nói cảm giác biết là thành ra nói với cô biết á, mình chạy vài lần cái lần sau nó mới nó đứng ra mình chạy cái nữa. Lý gì? Thành ra cái thực tế mình phải đổ cảnh trước. Đúng không? Mình biết phút luôn. Mình sáng ký rồi mình mới rửa được. Ok. Thầy cũng nghĩ rằng dọn những chục lượt nói đó, tạo một đội bỏ cho con thì sẽ trong cái sớm làm được con một năm. Cái vấn đề cũng là làm sao mình đổi tâm như vậy. Nếu cái tâm mình á, mà nó sân hờn như vậy làm sao mình đổi được? Tôi hỏi quý vị, mình cái tâm mình nó tối tâm đến độ mình đã sân hận đến cực điểm rồi, làm sao mình đổ ra? Hả? Nói thôi chứ sao đổ chứ? Hả? Ông nói là cái pháp ông á, là ông trong 24 tiếng đồng hồ ông không làm gì, không được làm gì. Thì bỗng nhiên sau 24 tiếng đồng hồ bỗng nhiên nó mùi xuống, bỗng nhiên thấy rõ làm gì được, thì nó không có được. Phương pháp nó được, những điều nó không giải quyết được vấn đề sâu xa, lâu dài. Tại vì cái chủng tử đó nó vẫn còn đó. Mình đợi thôi là mình làm nguội thôi, mình không có sửa cái chủng tử. Cách duy nhất mà giải quyết vấn đề này là mình đổi cái tư tưởng. Cách duy nhất không phải là cảnh, cũng không phải là tâm. Tôi nói cho rõ ràng, nếu quý vị dùng cái tâm và sân hận đó mà sửa tâm sân hận thì không bao giờ sửa được. Phải đổi tư tưởng, vứt cái tâm, đừng có đổ, vứt nó. Phải chứ không? Chứ cô là chủ trương cô là tu tánh sửa tâm nữa, tu tâm sửa tánh nữa, tôi vứt tâm, vứt tánh luôn. Cái tập khí nó nhiều nó nặng rồi sao mình sửa?
thần tư tưởng đó, thần tư tưởng đó. Chứ còn nếu mình nói là tôi có đủ tư tưởng rồi, tôi vẫn mỗi ngày tôi ngồi cái nhìn cái tu tâm sửa tánh không á, là tôi sửa nha, là chưa đủ nha. Mình nhìn cái tâm cũ, sửa cái tâm cũ không đi tới đâu. Mỗi ngày phải đạt tư tưởng đó, thêm tư tưởng mới và mới có hy vọng sửa được cái tâm cũ. Nghe rõ không? Hiểu tôi nói cái pháp không? Mình ngồi mình sửa cái tâm mình không được, mình phải cần tư tưởng mới mình sửa tâm cũ được. Nghe em chưa cô? Nghe không? Đừng có lầm nữa. Thành ra tôi nói cái là gì? Mỗi ngày phải nghe pháp, phải các đại thừa niệm Phật. Tôi dạy cái gì mỗi ngày có tiếng nói dạy tôi mỗi ngày để gì? Để cái gì đổi cái cũ. Mới đổi chứ đừng nghĩ mình ngồi đó mình quá mình đổi không đổi được, mình phải thay nó, không thể ngồi thế đó, đừng có đổi với tôi. Điều đó là cái chuyện đó thôi, cũng là tu tâm sửa tánh ra đúng không? Mà cái sư cô đời được cái kiếp sau vẫn bò như cái cung cấp vậy, cũng làm cấp đó. Còn này nó mãi cái này ha, tu tâm sửa tánh là đúng, phương pháp đúng, nhờ cái đồ nghề mình dùng được tu tâm sửa tánh thành mình không có sửa được. Đừng tưởng tu là một ngày nữa, tu cuối tuần tu mỗi ngày đọc tư tưởng mới, học tư tưởng mới, đừng sửa tư tưởng cũ. Hết giờ rồi. Có ai thắc mắc gì nữa? Cầu thầy xã hội. Con giúp những cái người này làm cái pháp mạng sanh cuối cùng, cái ngày 14 cái ngày cuối tuần thứ bảy của cái vị này, cái vị người ta qua đời 49 ngày rồi, 4 tuần thứ bảy rồi. Bản sanh rồi muốn giúp người ta, hôm nay đây ông bản sanh rồi, điều mình làm cái pháp cho nó tròn để mình tăng phước tu hành hậu ổng ở bên Tây Phương Cực Lạc. Đều ông bản sanh rồi nhưng mà mình tiếp tục làm cái pháp để mình tăng trưởng cái phước điều ổng ở Tây Phương Cực Lạc. Ok, cái định hộ cũng có gì phí đấy.